Với phụ nữ, cô bé có rất nhiều vấn đề. Tỷ lệ mắc viêm nhiễm phụ khoa ở Việt Nam, trong đó tuổi sinh đẻ lên tới 90%, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Mắc các bệnh về phụ khoa, viêm nhiễm phụ khoa ảnh hưởng đến tình yêu, viêm nhiễm phụ khoa ảnh hưởng đến quá trình thai nghén. Viêm nhiễm phụ khoa gây ra do rối loạn nội tiết tố. Bộ sản phẩm X2 Nano Nghệ chính là chìa khóa vạn năng giúp bạn giải quyết mọi rắc rối đang gặp phải, làm hồng xe khít sau 3 tuần sử dụng. Chuyên gia lên tiếng về gel vệ sinh phụ nữ X2 Nano Nghệ. Thì nguyên nhân dẫn đến viêm nhiễm phụ khoa thì có rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên chúng ta phải nói đến cái giải phẫu của người âm đạo của người phụ nữ. Âm đạo và âm hộ của người phụ nữ thì có diện tích bề mặt rất là lớn. Từ đó mà cái nguy cơ tiếp xúc với các mầm bệnh thì nó sẽ cao. Về cấu trúc giải phẫu này và về chức năng sinh lý của âm đạo thì là có rất nhiều cái nếp gấp, nhiều khe kẽ và tiết dịch thường xuyên, từ đó tạo điều kiện cho vi khuẩn có thể ẩn nấp và phát triển. Đầu tiên chúng ta phải hiểu về cái sinh lý của người phụ nữ bình thường. Vì giữa chu kỳ và cuối chu kỳ thì thường là sẽ tiết ra những cái khí hư. Thì khi mà cái khí hư của người phụ nữ mà ra nó khác với cả cái chu kỳ sinh lý bình thường ấy, nó có thể là có mùi hơn này, mùi hôi hơn, mùi tanh, mùi rất là khó chịu. Bên cạnh đó là cái màu sắc có thể là chuyển sang màu vàng này, hoặc là nó trắng như là bã đậu, vón cục đó, và nó ra thất thường hoặc là ra nhiều dài ngày mà không dừng. Thì là khi mà mình thấy thay đổi về khí hư như thế là mình đã có thể là có đang có cái dấu hiệu viêm nhiễm. Các bệnh viêm nhiễm phụ khoa thì là rất thường hay là tái phát. Đầu tiên chúng ta phải nói đến là cái việc tuân thủ cái điều trị của bác sĩ. Nhiều người người ta có thể đặt được vài viên thuốc nhưng mà thấy cái dấu hiệu có thể là đỡ rồi thì các bạn đã lại không đặt nữa, không hết liệu trình, làm cho các vi khuẩn virus không được điều trị một cách triệt để. Tiếp theo là nhiều bạn vệ sinh không đúng cách, có thể thụt rửa sâu vào bên trong âm đạo, làm mất cái cân bằng độ pH âm đạo. Đó, pH âm đạo thì thường là có thể từ 3,8 đến 4,5. Khi mà chúng ta thụt rửa quá nhiều và dùng những cái dung dịch vệ sinh mà trôi nổi trên thị trường ấy, làm cho cái pH âm đạo mất cân bằng, có thể bị kiềm quá, làm mất cả vi khuẩn có lợi lẫn vi khuẩn có hại, làm cho cái bệnh viêm nhiễm phụ khoa càng ngày càng nặng lên. Viêm nhiễm phụ khoa là một cái bệnh lành tính thôi, nhưng mà khi mà chúng ta không điều trị kịp thời và thường xuyên để tái lại nhiều lần ấy, thì có thể ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống này, có thể chất là ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình. Ngoài ra về bệnh tật thì có thể gây ra những cái biến chứng viêm vùng chậu này, viêm tắc vòi trứng gây ra vô sinh và có thể là gây chiều ngoài tử cung. Để chữa và phòng bệnh phụ khoa thì đầu tiên khi mà chúng ta mắc bệnh, chúng ta phải tuân thủ các phác đồ điều trị của bác sĩ và chúng ta phải vệ sinh bằng những cái dung dịch vệ sinh phụ nữ đảm bảo chất lượng và không được dùng những cái dung dịch vệ sinh trôi nổi trên thị trường. Dung dịch vệ sinh phụ nữ đạt tiêu chuẩn là dung dịch vệ sinh mà được Sở Y tế cấp phép lưu hành ở trên thị trường. Bên cạnh đó thì các bạn phải chọn những cái dung dịch vệ sinh phụ nữ có độ pH tương đương với cả độ pH của âm đạo, đó là từ 3,8 đến 4,5. Và bên cạnh đấy thì các sản phẩm phải chứa các thành phần vượt trội có khả năng kháng khuẩn, kháng nấm nhưng mà lại không tiêu diệt các vi khuẩn có lợi ở trong âm đạo. Trên thị trường hiện nay thì có rất nhiều các sản phẩm khác nhau. Trong đó có một số sản phẩm tôi thấy khá là ổn, ví dụ như sản phẩm gel vệ sinh phụ nữ X2 Nano Nghệ. Đây là cái sản phẩm tiên phong và duy nhất trên thị trường có chứa hai thành phần là nano curcumin hay còn gọi là nano nghệ và berberine. Thành phần này thì được công nhận bởi FDA Hoa Kỳ, an toàn cho cả trẻ em, phụ nữ mang thai và cho con bú. Ngoài nano curcumin thì như tôi vừa nói, sản phẩm gel vệ sinh phụ nữ X2 Nano Nghệ còn có các thành phần chính là berberine. Chúng ta chắc hẳn ai cũng đã nghe về berberine rồi đúng không ạ? Các loại thuốc điều trị một số vấn đề về tiêu hóa, berberine này thì có công dụng ngăn ngừa ung thư rất hiệu quả, có thể là giúp giảm nguy cơ mắc ung thư của tử cung cho các chị em phụ nữ. Nói tóm lại thì viêm nhiễm phụ khoa là rất dễ mắc, dễ tái phát nhưng cũng không phải là quá khó để phòng tránh. Nếu chúng ta tuân thủ các nguyên tắc và tạo thói quen tốt như tôi vừa chia sẻ thì chắc chắn là các chị em sẽ loại bỏ được hoàn toàn các nỗi lo về viêm nhiễm phụ khoa. Để mua hàng chính hãng, mời bạn bấm vào link màu xanh để dưới bình luận hoặc mô tả video để lại họ tên, số điện thoại và chọn combo bạn muốn mua, sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn cho bạn trước khi giao hàng.